Xin chào Bông Khai Cần Thơ, chào bà con. Bữa nay em lên cái clip mai 20 cây dảo nha bà con. Cảm ơn bà con ủng hộ em clip vừa qua. Rồi, tiếp. Đầu tiên là mã số 1 nha, bà con. Em ở ấp Phú Hưng, xã Đồng Phú, Châu Thành, Hậu Giang. Số điện thoại của em là 0706 849 066, em tên Thí. Rồi, cái hoành này nó bé nha bà con, mà nụ dữ lắm nha bà con, hoành 17. Thắng ngang 1m3, chiều cao 1m5. Đầu tiên là A1, số 1 chứ không có A, quên. Đầu tiên là số 1 nha, có chú anh chị. Giá 1,5 triệu. Lô này 20 cây em bán đồng giá, mà cô chú anh chị nào mà alo á, ở nguyên lô đi em bớt. Đổi cây. Rồi, tiếp theo là mã số 2. Cũng lại là cây mai dảo nha cô chú anh chị, bông từ 8 đến 12 cánh. Nhánh chia tàn đầy đủ luôn. Đó. Hoành 21. Ngang 1m3, chiều cao 1m5. Mai A số 2 này em giao luôn 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Quá trời nhánh luôn, đầy đủ luôn, lực đàng hoàng luôn. Đó, cô chú anh chị coi nè. Đó, đổi cây. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 cũng lại là một lô này là nhánh chia tàn đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Đó, quay vòng cho cô chú coi nè. Nó cây này là nó có đế đó, mà tại em vô sâu quá không thấy cái đế nha cô chú anh chị. Trời ơi. Ngược hoài. Hoành 19. Ngang 1m3. Cao 1m6. Rồi, tiếp theo là mã số 3 này là em giao lô cũng 1,5 triệu. 1,5 triệu đồng giá của chú anh chị. Đó, đổi cây. Rồi, tiếp theo là mã số 4. Số 4 nha cô chú anh chị. Lô này nó giống hệt với nhau, nó cũng cỡ 1 à. Đó, cô chú anh chị coi em quay nè, nó đầy đủ luôn. Nhánh đầy đủ luôn. Hoành 19. Ngang 1m3. Cao 1m6. Rồi mã số 4 này em giao luôn 1,5 triệu, đồng giá luôn. Cô chú anh chị thích cây nào alo cho em cây nấy. Rồi đổi cây. Tiếp theo là mã số 5. Cây này nhánh lực nha cô chú anh chị. Tròn vo luôn. Em quay cho cô chú coi nè. Đó, nụ thì bao nụ ok luôn. Hoành 21. Ngang 1m4, cao 1m5. Tiếp theo là mã số 5 này cũng 1,5 triệu đồng giá nha cô chú anh chị. Đó. Em bao ship 200 cây số tặng cái chậu luôn. Đổi cây. Tiếp theo là mã số 6. Rồi, mã số 6 này cũng như cái tàn tròn, tàn thông đang của cô chú anh chị. Đó. Cô chú anh chị coi nè. Hoành 19. Ngang 1m3. Cao 1m5. Mã số 6 này em giao luôn 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Số điện thoại của em 0706 849 066, em ở Hậu Giang, anh tên Thí. Đổi cây.
Tiếp theo là mã cây số 7. Cây này lực dữ lắm nha cô chú anh chị. Cây này mà lên chợ là bán không mất giá 2 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Tại mùa dịch này em bán giá hữu nghị cho cô chú anh chị luôn. Dữ lắm, nhánh luôn. Nụ thì ok luôn. Hoành 25. Ngang 1m4. Cao 1m6. À, số 7 này cũng chịu gửi nha cô chú anh chị. Rồi cái mai này là lên chợ là bán không mất giá 2 triệu gửi nha cô chú anh chị. Mùa dịch em bán giá hữu nghị luôn. Đổi cây. Tiếp theo là mã số 8. Vàng tròn nha cô chú anh chị. Đó. Cây này nó cũng như là nó lai lai như tàn dù nha cô chú anh chị. Hoành 19. Ngang 1m4. Cao 1m5. Rồi cái mã số 8 này em giao luôn, chịu gửi đồng giá nha cô chú anh chị. Bằng dù nha. Đổi cây. Theo là mã số 10. Đây. Tiếp theo là mã số 9 nha cô chú anh chị. Xin lỗi. À, tiếp theo là mã số 9 nha cô chú anh chị. Hoành 16. Cây này nó hơi bé mà nó tròn như lắm nha cô chú anh chị. Ngang 1m3. Cao 1m4. Cái mã số 9 này em giao lô cũng chịu gửi nha cô chú anh chị. Cây này nó hơi nhít hơn người ta chứ nhánh nó lực dữ lắm nha cô chú anh chị. Đó, quay cho cô chú anh chị coi nè. Đổi cây. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 nha cô chú anh chị. Cây này nhánh từ gốc lên trên luôn nha cô chú anh chị. Nụ thì bao nụ ok luôn. Ôi trời, cây này quá trời nụ rồi. Hoành 20. Ngang 1m3. Cao 1m6. Cây này nụ dữ lắm nha Linh. Nụ dữ lắm cô chú anh chị ơi. Cây mã số 10 này em giao luôn, chịu gửi nha cô chú anh chị. Tại cái lá nó dày cô chú anh chị không thấy nụ đó, chứ cây này nụ dữ trời lắm luôn á. Đổi cây. Tiếp theo là mã số 11. Mã số 11 nha cô chú anh chị. À, cái tàn này là dữ lắm nha cô chú anh chị. Cây này nó có cái đế nha cô chú anh chị. Tại anh vô xe dừa nó sâu quá không thấy. Hoành 19. Ngang 1m5. Cao 1m6. À, mã số 11 này cũng 1 triệu rưỡi đồng giá nha cô chú anh chị. Dòng mai em nụ dữ lắm mà tại lá nó hơi dày rồi nó phức. Đổi cây. Tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 cũng lại là giống mai của mai dạo ghiên dạo hột nha cô chú anh chị. Quá trời nụ luôn mà tại cái lá nó hơi dày quá không thấy nè. Hoành 17. Ngang 1m3. Cao 1m5. À. Cái hoành nó hơi bé vậy chứ nụ dữ lắm nha cô chú anh chị. À, mã 12 này em giao luôn 1 triệu rưỡi. Em bao cô chú anh chị nụ đâu chứ anh chị đừng có lo vụ đó. Em bao 200 cây số em tặng cái chậu luôn. Đổi cây. Tiếp theo là mã 13.
Mã 13 nha cô chú anh chị. Cây này á, nhánh đầy đủ mà nhánh lại nhánh to nha cô chú anh chị. Hoành 19. Ngang 1m3. Cao 1m6. Nụ dữ lắm nha cô chú anh chị, tại cái mai em nó sung quá, cái lá nó dày nó bít. Mã 13 này em giao lô cũng chịu gửi đồng giá luôn nha cô chú anh chị. Đổi cây. Tiếp theo là mã 14. Mã 14 là tàn thông nha cô chú anh chị. Ok luôn. Quá trời cái tàn luôn, lực. Tại cái bàn nó bị nghiêng không cô chú anh chị, với cây mai em là nó chuẩn đàng hoàng đó. Hoành 20. Ngang 1m4. Cao 1m6. Mã số 14 này cũng 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Ôi trời, quá trời nụ luôn cô chú anh chị ơi. Nụ nút là bao luôn nha cô chú anh chị. Từ 8 đến 12 cánh. Có 1 2 cây là 5 cánh luôn, nhưng nó lộn vô đây mà em cũng không biết cây nào. Đó, mã số 14 này 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Đổi cây. Tiếp theo là mã số 15. À, 14 với 15 này cặp xứng nha cô chú anh chị. Hoành 18. Ngang 1m4. Cao 1m6. Cây này cây nào như cây nấy nụ dữ lắm luôn nha cô chú anh chị. Cái nó nụ là cô chú anh chị khỏi lo đi, em bao nụ. Em bao 200 km luôn, 15 này giao luôn chịu gửi luôn nha cô chú anh chị. Đổi cây. Tiếp theo là mã số 16. 16 này cũng đẹp nha cô chú anh chị. Một lô mai 20 cây này nó giống nhau không? Em nói chung là 100 cây nó giống gì không nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà mua 20-30 cây đó, em cũng lựa là ok luôn. An tâm cái vụ đó đi, chứ em không có lấy mà mai nhỏ đâu. Em lấy là chuẩn đàng hoàng. Hoành 19. Ngang 1m4. Chiều cao 1m5. Đó, cô chú anh chị coi nè. Mã số 16 này em giao luôn, chịu gửi luôn nha cô chú anh chị. Đổi cây. Bên đó thì... Tiếp theo là mã số 17. Mã số 17 nha cô chú anh chị. Đó. Quá đẹp luôn, gốc nhánh từ gốc lên ngọn luôn. Mã số cái hoành 18. Ngang 1m3. Cao 1m6. Nụ dữ lắm nha cô chú anh chị. Mã số 17 này em giao luôn, chịu gửi luôn. Nhiều khi cái hoành nó hơi trên lệch tí chứ em bao nụ cây nào mà cây nào anh ấy là nụ dữ lắm nha cô chú anh chị. Cái lá nó quá trời dày, nó che nụ. Tại nó sung quá. Đổi cây. Tiếp theo là mã số 18. Đó, cây mai 18 này nó cũng lực lắm nha cô chú anh chị. Nó bích luôn, nhìn bên đây không thấy bên kia đó, cái tàn nó lực. Hoành cũng 18. Ngang 1m4. Cao 1m6. Mã số 18 thì nụ dữ lắm nha cô chú anh chị, mà cái nói chung ra là tại nó sung với cái lá nó che. Mã số 18 này em giao lô cũng chịu gửi đồng giá luôn. Quen dòng cho cô chú anh chị coi nè. Đó.
đổi cây. Tiếp theo là mã số 19. 19 này còn quá trời đẹp nha cô chú anh chị. Nó quay vòng cho cô chú anh chị coi nè. Hoành 19. Ngang 1m4. Cao 1m6. Mai này quá trời đẹp nha cô chú anh chị. Số 19 này cũng chịu gửi đồng giá nha cô chú anh chị. Ví dụ nụ là ba em bao nụ đừng lo, tại cái lá nó dày đó nha cô chú anh chị, chứ đừng lo mà mai không nụ nha. Đổi cây. Là mã số 20. 20 nha cô chú anh chị, là cũng cái cây cuối cùng nha cô chú anh chị. Thiên nhiên. À, quá trời nụ luôn nha cô chú anh chị. Không thấy rồi. Nhìn bên đây không thấy bên kia luôn á. Không thấy đường nè. Hoành 17. Ngang 1m4. Cao 1m5. Cây mã cuối cùng nha, 20 này nụ dữ lắm nha cô chú anh chị. Quá trời đẹp luôn. Đó, em quay cho cô chú anh chị coi nè. Quá trời đẹp luôn. Rồi. Cây mã cuối cùng em giao luôn, không chịu gửi đồng giá nha cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0706849066. Cuối clip em xin kính chúc cô chú anh chị mạnh giỏi, ủng hộ em clip vừa qua. Mừng ăn phát tài phát đạt nha cô chú anh chị. Rồi chào. Trời ơi mệt quá quên rồi.